Dạ tiếp kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ hiện tại thì sáng sớm, dạ giờ này tầm khoảng 26 giờ mấy quý bà cô chú ơi. Dạ hôm nay đó thì tiếp cũng rất là vui thay mặt anh Phước ở bên Mỹ đến để mà mua hết cái đám cải của anh Thuận. Dạ thì em thay mặt anh Thuận với những cái bếp ăn tình thương, em gửi lời cảm ơn đến anh Phước rất là nhiều. Dạ em chúc anh Phước cùng gia đình thì vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và luôn luôn thành công. Dạ thì trước khi mình chuẩn bị ra nhổ đó thì Tiết cũng có mua đồ ăn sáng cho bà con. Thì mấy chú khi ăn xong thì mấy chú đang đi ra kìa, đang đi la nhổ hay la gai kìa. Hôm nay đó thì anh Tám nói là bên đội thì từ 40 người trở lên, nhưng mà Tiết bây giờ chưa có biết chính xác là bao nhiêu đây. Cũng đang mấy anh em cũng đang tới lai rai hoài. Dạ thì hôm nay cũng có phụ nữ với mấy chú với mấy bác mấy anh nữa. Dạ dạ thì anh Phước đó thì cũng có gửi đó là những cái phần ăn đến cho mấy cậu với mấy anh. Dạ thì hôm nay đó thì Tiết bên đây đó thì hồi cái chuyến rồi đó quý bà cô chú, dạ thì cái chuyến rồi đó là mình nhổ cái đám củ cải của chú Hai Sớt. Rồi sau đợt sau là khoảng 2 ngày sau đó, thì bên đội của anh Tám đó thì bà con cũng có cho một vạt củ cải với một vạt cà trái bên đây. Dạ đám cà trái bên đây thì mình khi mà bên đội của anh Tám nhổ đi đó thì nó cũng gặp một cái sự cố là xe tải chở đi thì cũng bị công an tỉnh bắt, rồi cho nên là hôm nay đó đội chắc có thể là mượn xe tải. Dạ thì cái phần ăn sáng đó thì với nước uống với cơm thì anh Phước đó là gửi cho là trong nhóm. Dạ thì hôm nay đó thì Tiết xin phép thì được đãi cái phần cơm thì bên cậu Út với mà Út Minh là nấu, nhưng mà Tiết gửi tiền lại đó thì mà Út không có lấy, là cái phần cơm đó thì bên cậu với mợ là đãi. Rồi còn bên cái phần ăn sáng này với cà phê đó thì Tiết xin phép là Tiết sẽ được đãi trong nhóm của anh Tám. Dạ thì cái phần tiền mà anh Phước gửi cho em đó thì em sẽ trao trực tiếp cho anh Tám để mà sử dụng cho cái đóng tiền phạt. Dạ Tiết cũng nghe nói hình như là giam bằng cho các anh tài xế đâu cũng 2 tháng thôi vậy. Dạ ủa sao này có ai ạ? Mới xếp lại có anh Tám mua đem thêm hả? Dạ thì hồi sáng thì Tiết ghé chợ thì Tiết mua là chuối nướng với khoai lang và với bắp này thì Tiết nấu nhà, Tiết đem lên. Dạ bên đây bà cứ hay đây bà. Dạ. Còn cái phần xôi này đó thì của anh Tám đem qua. Dạ nước uống đó thì Tiết đang ở quán của anh Toàn nè. Anh Toàn này thì ở ngoài đồng thì bà chuyên về bán cà phê với trà đường. Dạ mấy cậu mấy chú đồ ăn rồi uống nước xong rồi bắt đầu là mình ra mình nhổ là một hơi một đó. Rồi cho xong rồi chơi tới Tiết nghĩ là chắc xong rồi mới về nhà của cậu mổ con cơm. Giờ này sáng sớm cho nên là nhổ nó khỏe hơn là lúc nắng với bà cô chú, cho nên là mấy chú đồ tranh thủ nhổ sớm. Mô phật cái gì vậy? Đúng chúng rồi. Không thấy sau lưng. Dạ
Đây củ cải nó gì nè quý ông bà cô chú ơi. Để mình lại đây để nằm dễ thấy hơn. Hồi sáng thì Tiết cũng mua 10kg bọc nè. Này 10kg chắc cho dư bọc rồi. Chưa biết à? Chưa biết. Thấy có nhiều bọc đâu. Hình như là 60 cái á, 60 hay 70 vậy đó. Ra đây củ cải nó non mà nó đẹp gì nè quý bà cô chú. Cải này nó không có bị hà luôn, quá đẹp luôn rồi. Mà do là bây giờ tôi, bây giờ tiêu thụ không hết cho nên là lái nó không có mua nữa. Thì hôm bữa tôi cũng nghe cà rồi cũng vậy, hành nữa. Cà hương cái là cải sậy nữa. Cải sậy cũng có mấy vạt kìa, bà con trồng rồi bán cũng không được luôn nữa. Biết rồi không? Bà con quê Tiết bây giờ kinh tế khó khăn. Rồi một số bà con phải hỏi nợ dạng như lãi cao nữa. Hỏi lần về xuống giống. Rồi trong trường hợp đó thì cũng có anh Thuận nè. Anh Thuận mắc cải. Ủa anh Thuận đâu, anh Thuận bên đây phải không? Dạ. Nó quá ngày tháng cái bự đâu có đâu có giá trị chờ cũng sẽ ra ngoài Mỹ luôn. Cũng có cái nhỏ nhỏ gì vừa gì nè. Bên bên ngay Mỹ còn nữa. Ừ. Hậu vậy. Mỹ hội à. Cái củ cải nhỏ thì ăn cho nó ngon, mình nấu sốt đồ nó ngọt. Cho nó lớn quá là kẹt chắn đã mình mới để. Đúng rồi, người ta đâu có ít xài lắm, mặn bánh đồ này kia đâu. Cái này dừa nè. Với muối đồ nó cũng không có bị than nữa. Củ cải bự quá coi chừng bị than á. Dạ. Rồi bữa nay sao á anh Thuận? Sao? Bữa nay thấy làm sao? Không thì kia thì cô giúp được thì tôi ma cô đó. Thấy bà con tới nhỏ củ cải là vui phải không? Dạ. Rồi hôm nay đó thì cái phần mua củ cải này đó là anh Phước mua nha, anh Phước bên Mỹ nha anh Thuận. Dạ dạ. Rồi anh cũng có hỗ trợ thêm vốn cho anh nữa đó để xuống giống cái vụ sau nha. Dạ, nếu mà được vậy thì tôi cũng cảm ơn nhiều lắm. Anh kêu bằng anh luôn đi ha. Dạ. Phước. Vậy em các em cũng cảm ơn Phước nhiều lắm. Dạ. Mừng quá, mừng nói cảm ơn không là là đủ rồi phải không? Dạ. Dạ. Thì cái đợt trước đó là mình trồng hành đó là nghe chị Thuận nói là mình nửa đêm mình nhổ rồi mình đi bán lẻ hả? Dạ, hai con đất rồi giặt hai con hành đi bán lẻ cũng mấy tháng chờ rồi. Cái đó nó thiệt. Lái không mua, nó gãy ghề à. Kêu nó hứa hoài rồi nhổ bán lẻ. Hai chồng nhổ bán lẻ. Lặt vô nhà lặt. Là mấy giờ mình ra mình nhổ? Dắt này gáo một thương, dắt này ra nhổ nè. Vậy đó. Dạ, rồi nhổ nhiều khi nhổ thiếu rồi nhổ luôn ban đêm nữa. Hai vợ chồng đẩy qua chợ bển bán. Chợ nào? Bình Hòa. À, giờ là mình phải dặn chuyển qua tới Bình Hòa hả? Dạ dạ. Rồi mình bán rồi mình bán sao? Mình bán lẻ hay là bán lẻ. Trời ơi, mà bà con mình đâu có sử dụng hành nhiều đâu, anh bán lẻ biết chừng nào mới hết. Thì bởi vậy mới hai cọc hành mới mấy tháng. Bán bữa hơn nửa tạ. 40 bữa nào đắt thì được 50-60 kg. Còn không ấy 30 kg. Không cái đó tôi nói bà Phật thử hỏi bà con cái qua đây đừng thổ rồi. Đoạn trường mấy cọc hành rồi quay lại bằng cải. Rồi thời gian mình bán đó là bao lâu nó mới hết hai cái đám hành? Cả 2 tháng à, tại vì tôi trồng tôi không có tiền tôi mót hành dụng người ta đó. Rồi vì tôi trồng bữa nay 2 clip, bữa vài clip vài clip á, chứ còn trồng lượt thì bán kiểu 2 tháng chắc bỏ hành luôn, nói cho rành. Bữa trồng vài clip gì đó, trồng đâu 2 công đất cứ khoảng chừng 20 ngày mới rồi. Đó, thành ra mình bán cả 2 tháng. Chứ còn mình trồng lượt bán 2 tháng bỏ hành hết, nói cho rành được rồi.
ai cho hành dụng thì tôi móc gì tôi trồng, cũng không ấy, mình mua người ta hành dụng mình ghé đó, mình mua gì trồng bữa già lép gì đó. Dạ yeah. Rồi mình bán có khi nào mà buổi chợ nó bị ế không? Cũng có chứ. Rồi cái số hành ế đó rồi mình làm gì? Ế thì cho từ thiện. Đem về trồng nữa. Không cho từ thiện không thể. Nào nghe tôi nếu bữa nào ấy cho từ thiện. Cái mình cũng lỡ khổ thì rồi khổ nữa cũng không có sao. Mà bếp ăn hành sử dụng cũng ít chứ đâu có nhiều đâu ha. Cũng cho thí dụ mười mấy ký ha, 10 ký à, cho nên tao đâu có lấy nhiều đâu. Dạ. Vậy mua xa thôi. Em cũng chúc cho anh Thuận á thì có giá nghe anh Thuận thôi. Dạ dạ. Dạ chứ nhiều hoài chết rồi. Thôi tôi cũng cảm ơn. Cảm ơn cô lắm thiệt á. Dạ. Bán không được rồi tôi mới nhờ cô giúp đỡ dùng. Chứ lái kêu lại nó xuống hoài à. Bữa nay phấn khởi ha. Dạ. Dạ thì anh Thuận với chị Thuận hôm bữa thì cũng có nói với Tuyết là nếu như mà không thiếu nợ nặng khá giả đó thì cũng cho bên đội từ thiện rồi. Không cái đó tôi nói thật sự. Dạ dạ. Dạ và do là bây giờ nó quá khó khăn cho nên là mình cần bán được đồng nào thì hay đồng nấy, lẫn còn xuống giống nữa. Dạ. Dạ. Chị một tí xíu nữa xong rồi cái em sẽ trao tiền cho anh Thuận nha. Dạ dạ. Dạ dạ. Bữa nay đông hình như là chắc khoảng bốn mấy năm chục người á, đầu trong rồi đầu ngoài nó quá đông luôn rồi. Từ 50 tới 60. Ủa dữ vậy đó hả? Đội mình ngày ngày tăng cường không ta? Dạ thì cũng những thương mặt gương mặt thân quen với bà cô chú ơi, cũng có mấy bác lớn tuổi rồi với mấy chú ở đây, lớn tuổi nhất là tám mấy cái bác đeo kính nãy có thấy nè đâu rồi. Kìa mặc đồ màu bác trắng nào, trắng mai quá có đẹp trai á. Nè, quát này nữa nè. Dạ đa số thì bên đội lấy thuốc nam thì lớn tuổi là nhiều với bà cô chú. Cấp tuổi hả? Cái nhỏ đâu có lấy thuốc nam đâu. Dạ. Cái thùng nước hả? Hồi nãy ai xách ra? Nước để sẵn cho mấy ca hả? Đây lát nữa thằng lấy là có mượn. Rồi, tất cảm ơn con nha. Cảm ơn nha. Rồi vậy anh Thuận làm gì làm đến Thuận ơi, cho em xin cái mic lại. Dạ. Thì anh Thuận thì cũng ra tranh thủ lẫn tiếp bên đội nữa. Dạ. Anh tải này dám trên để thắng hay không biết rồi. Nhiều hả anh ta? Mô phạt. Xe bị lãng. Này chắc khoảng trên hả? Không, cái này mình đếm số bọc là nó ra số tấn chứ gì. Dạ. Cải này ngon, cải này muối vừa lắm à. Cải chiến gò mắc trẻ rồi đó. Cải anh Tám lấy được sao bà con cho đấy ha. Trẻ bị nó bự quá rồi nó bự quá bự á. Dạ. Có khi hai củ 1 ký rồi. Cải này muốn muối giòn ha. Rồi mình cũng mới học mấy người tập ngâm nước muối để ngâm một đêm một vớt ra là con luôn, đừng có ngâm lần thứ hai nó dẻo chắc nó dài. Không nói không được đâu, đợi đi học nhiều dân tộc nó đem nó bán ra là nó biết rồi đó. Ông biết ông nói rồi đó, để mình ăn nó giòn, còn người của mình bị ngâm tới nuôi là nó dẻo. Bị nó bán vợ chú mười, mấy người chú mười nó mới hỏi cũng như cái người mà làm á, người ta chỉ cho mình ha, chuyên nghiệp. Dạ dạ. Đậu quậy nước muối đổ vô ngâm đêm một vớt ra phơi luôn, đừng có ngâm lần thứ hai là trắng nó dai ra lại ha. Dạ. Mình cái gì phải học hỏi chứ đừng nói người dân tộc, người ta có thể có nhiều cái, người ta dở 10 cái dở cũng có một cái hay không. Dạ đúng rồi. 10 cái dạ. Mình mà đi ra 9 cái giỏi cũng có một cái dở đó hả, đừng có mình đừng phải học hỏi. Muối này thường mấy người dân tộc nó muối hay ngon lắm. Ngon lắm. Dạ dạ. Chứ mình đừng có nói người dân tộc cái người ta hay cũng có cái hay á. Dạ.
cái mình nói người dân tộc mình chê. Chê ông biểu đi hỏi người dân tộc. Ông nói rồi biểu đi hỏi nữa rồi. Dân tộc ở đâu hỏi? Muối nha, ăn nó sẽ giòn, còn mình muối nó dai. Dạ. Dạ thì cái đầu trong này đó thì lòi bằng xe Honda nè quý bà cô chú, còn cái đầu ngoài đó thì phải gánh. Rồi mấy chú thì gánh cái đầu ngoài đó, còn bên đây thì lòi xe Honda được, rồi bên kia thì không có cái đường đi, cho nên là buộc lòng mình phải gánh xe chạy không được. Hôm nay chắc khoảng 60 người, nãy giờ tiếng đếm sơ sơ là khoảng 60 người. Còn nhóm chưa tới hả? Kìa mấy người phụ nữ rồi phải không? Phải bên mình không? Mấy người phụ nữ tới rồi kìa. Bữa nay cô Út không có lên hả anh sao? Chú không mới lên hả? Ờ đem cơm lên đây luôn hả? À chứ không có gì dưới ăn ha. Nhiệt tình luôn hả? Chở mười quần tặng bọc. Mười bọc rồi ngồi đó ăn hết bọc rồi chở mười bọc nữa. Ăn hết bọc rồi chở nữa. Thôi tôi chở giùm đó ai ăn. Ủa ăn bọc rồi phải là nữa. Ông muốn đọc đi. Có cái gì mà bành ra nó ông mắc thêm ông nữa. Ừ, thế ông còn không nữa. Trời ơi. Ngam thiệt thì hai ông này đánh bóng người. Lớn nhiều. Nó vẫn còn bại đâu. Mấy giờ anh không? Lòi ra nữa chắc 9 giờ không. Bởi vì nãy em nói em khoảng 9 giờ là xong đi gan không? Cái này mà mới có 8 giờ mà mấy chú rồi nhổ xong trơn quý bà cô chú ơi. Được rồi. Giờ còn vận chuyển ra chứ chắc lên xe nữa thì xe tải cũng tới rồi kìa quý bà cô chú, xe đậu chỗ cũ kìa, ngoài đó kìa. Nhưng bây giờ Tiết sẽ đi ra thì Tiết tìm hiểu bên cái anh tài xế coi như thế nào. Nay làm phép hả mấy chú? Đông quá làm lẻ. Dạ rồi sớm luôn, mới có 8 giờ. Giờ này còn mát. Anh Tám có đi ra ngoài xe không? Bây giờ em đi ra xe nè. Bây giờ chiều nay có lên không? Ăn hình không? Dạ có, chiều là có đó. Chiều nay có lên, ăn hình không? Ủa hai bọc này làm sao mà? Nãy mấy chú ăn không hết nữa. Còn bắp vừa phai rồi, ấy đồ ăn còn nhóc trơn. Còn cái chú nào nãy đem lại cho bao bắp chín nữa là anh không? Không biết chú nào giác lại á. Mình mà đậu của anh Sáu. Dạ hả? Chúng là tiếp đó. Thấy mấy chú đồ cái đem theo bao bắp nữa nè. Mà bắp bên đây chưa hết cho nên là chưa khui bao này. Cái này bắp nấu á. Còn nóng hổi luôn. Nói chung là bà con ở quê Tiết có thì họ có cái gì cho nấy à. Cái này nãy ai cho nè anh Tám? Hồi nãy thấy anh nào dắt lại nguyên bao cho. Không biết ở đâu à. Bắp nấu, bắp chín á. Nấu rồi vậy. Nấu rồi, bắp chín nó còn nấu hỏi á.
Bạn hiệp bà con mình có gì vậy, gì quyên góp cái này. Ừ, có ai à, ăn bắp lại lấy bắp ăn này ơi. Ơi. Bắp sâu gì nữa đã. Xong cái chuẩn bị thêm cơm nữa rồi. Còn nhóc là cơm sao cơm cơm a à, cậu mà Út đem lên. Tại ơi, đấy nó có đồ ăn sáng rồi, mình nhỏ có bao lâu đâu, mấy hôm dài là cơm hoài mà có ai ăn đâu. Ăn cơm mình chưa được 10 giờ đó là xong hết rồi, không dài mấy ăn lần rồi. Mình rồi sớm cơm nữa. Ăn mới vậy. Nấu rồi, cậu mốt đãi đó không ăn ông bá dặn đó. Ngồi lên đó. Giấc này mình rồi hết rồi ai đói nữa đâu ạ. À? Mình phải ở ăn đi, không ăn đây thì ổng dặn à. Ăn là ổng không cho gì đó. Ăn sáng rồi giấc này cái bụng còn nát rách đây. Dạ thì chắc chuyến xe này là đầu tiên nè quý bà cô chú ơi. Dạ. Cái này hình như quen quen thế, giống chồng của chị Gạn có phải không ta? Không phải hả? Nhìn nó vẫn giống chồng chị Gạn. Không phải. Cái này gần đậy xe chưa chú ha? Được rồi, nó khoảng nó nằm tầm 2 tháng qua rồi đó. Sổ nợ hay là sổ góp tiền? Sổ này là chi phí nào đi nè. Bị bắt chứ mà lấy xe ra được, về luôn, về tôi đây đăng ký luôn nè. Là mình phải làm cái sổ chi phí đồ sao, chi tiêu đồ rõ sao, ràng vậy đó hả? Sao mà chú sao nhớ được nhiều chuyện đó. Vậy đó hả? Dạ. Là chú nằm bên cái phần chi tiêu nữa hả? Đây nè, cái phần xe bị phạt đóng nè, 8.560.000 nè, giữ xe một ngày là 80.000 nè. Nhớ. Nhỏ nhỏ đó. Còn này mình đi xe đò nè, đi bao xe xuống cho ta nè, tầm mình tài xế. Là 100.000 là xe đò. Xe hai ôm. Người đi nè, rồi đăng kiểm là 1.476.000 nè. Tu sửa nó bắt lỗi mình nó là hết 560.000. Dạ. Rồi đổ dầu qua về 500, phần đổ dầu bỏ ra đi hay sao? Ta thấy là 11 triệu nè. 320.000. Là hôm qua cái chi phí là chú với anh tài xế ấy ra đấy ha. Từ ngày bị bắt mà lấy ra đăng kiểm luôn là 11.320.000. Là gồm đó là gồm tiền phạt. Là hôm bữa mình bị mấy khung. Nó có khung là đăng ký đăng kiểm trễ thôi đó, chứ không phải là mà phạt cái tấn nó là mấy chục triệu á. Vậy là nó dính hai khung, một khung mới là lỗi tấn với một khung mới là vụ đăng kiểm trễ. Trễ hết 9 ngày. Sao vậy? Có 1.4 triệu không chịu, giờ 10 mấy triệu. Lắm. Đăng kiểm có 1.476.000 không chịu, để 10 mấy triệu. Tại ông tài xế, rồi ông tài xế bữa nay trốn luôn hả ông bà? Tài xế đổ thừa mày, kêu mày dẫn lên đăng kiểm nha. Rồi chết qua lúa. Vậy ông tài xế chưa qua hả chú hai? Vừa đi chợ là mua lấy rồi. Mua gì? Mà không cho nó biết trước, đi mua nước sơn, giờ làm nhà, sơn nhà người ta. Vậy hả? Ừ. Thì hôm bữa thì... Tài xế làm hồ á. Bữa đó cũng tha, tài xế làm hồ hả? Cãi đỡ, tài xế không biết có hết kiểm. Mình có chạy bắt đầu là bỏ đi gì chứ, tài xế người ta làm hồ không à, đi làm cu ly. Nhưng bởi vì nó không có biết cái đăng kiểm xe, không có rành hung, thử ra nó trễ mà chú thông cảm, không được. Là cái anh gì hôm bữa tên gì anh Năm Hải, anh Hải. Anh Hải những chuyến trước đó hả? Đó. Dạ thì anh Hải đó thì chạy xe này thì những lần trước thì Tiết cũng có quay đó quý bà cô chú. Dạ anh Hải đem củ cải này đi cho những cái bếp ăn. Dạ thì nói chung là nó chạy xe dạ. Lên lại rồi nhiêu rồi. Nói chung là nó cái đợt sau này cũng như Tiết xin nhắc lại đó là cái đợt sau là bà con cho thì cái đợt chở đợt sau đó thì nó bị vô tình đó là nó bị như nãy giờ chú hai cũng có nói đó. Tình lại thì cố bị công an nó bắt đó. Dạ. Thì nói chung á là trong đội bên anh Tám với chú hai đó là bà con mình đó thì cứ ai rảnh thì cứ tham gia. Thường á là đi lấy thuốc nam mà ăn uống đồ đó thì bà con cũng ăn uống tự túc, và cũng có một số đó là bà con ai tiếp vô cái gì á thì anh Tám sẽ dùng cái nguồn tiền đó mà để lo ăn cho trong nhóm. Dạ thì hôm nay đó thì anh Phước cũng có hỏi về cái vấn đề xe thì như đúng ra đó là hôm nay đó là mình mượn xe tải. Nhưng mà qua đây đi chú hai ơi. Rồi. Nhưng mà do đó là mình mượn thì nó cũng hơi khó khăn. Cho nên đó là anh Tám đó đại diện thì cũng đứng ra đi hỏi tiền để mà mình làm chiếc xe cho nó hoàn thành lặng lấy về nè. Lặng mới có để sử dụng thuốc nam nữa. Rồi dưới chở củ cải.
Rồi rồi cái này là chú hai với anh tài xế đi lấy đó hả? Dạ đúng rồi, vi phạt đi lấy luôn, đăng kiểm luôn qua luôn. Là mới ngày xong ngày hôm qua đó hả? Ừ, tới chiều luôn đó, bắt sửa xe mấy cái lỗi đó. Rồi đi tu sửa ra, ra ngoài tu sửa mới vô mới đăng kiểm được. À. Dạ. Dạ. Dạ cái xe của mình là đã hoàn thành đang rồi. Để đi phục vụ cho bà con bị gấp quá rồi chú Tám đó có nhờ mượn ngoài đó lắp lấy xe liền. Mình làm chứ để chậm trễ bà con cái suốt năm người ta thuận nghiệp. Tự ra cũng thông qua lậu bộ cho mấy anh em mình biết thôi. Dạ. Dạ. Rồi thí dụ như mà không có ai giúp mình rồi cái nguồn tiền này là anh Tám ôm luôn hả? Tám ôm. Bị mắm mừng ấy nè, tạm đỡ nó chuyện ra vợ. Cho anh Tám ôm đi. Giờ ai mà lấy xả? Chịu xào là anh Tám hết. Đây. Cái gì của anh Tám hết? Nói chung là em tính rồi. Nếu rối thì anh em cũng người 500 triệu gì đó. Kiếm vài chục người cũng... Cũng như trong đội mình hùng lại. Ừ, cũng quay chứ sao vậy? Nếu như không ai giúp thì trong đội mình không phải. Ừ, hội quay cũng 500 triệu gì đó rồi đóng góp được thì vậy ít ít làm được. Có gì thôi. Dạ. Còn nếu mà có cái sự hỗ trợ là mình để mình ấy cho nó ra để mình để dùng chuyện khác, nhiều khi chuyện cần chuyện khác đó. Dạ, thì dạ? Anh Phước cũng có hỏi thăm về vấn đề ví dụ chiếc xe. Phước thì... là do mình mua xe đấy ha. Không phải, cái người mà cho mua chiếc xe này đó là bên Canada. Dạ, dạ Phước là khác bên ha. Canada, dạ anh Phước là nhổ củ cải nè, hỗ trợ chồng của củ cải á. Vậy tốt, con biết rồi, hiểu rồi. Dạ, thì con cũng có nhận tiền anh Phước đó là 2 ngày trước rồi. Dạ. Thì cũng có báo bên anh Lâm, thì anh 85 dạ. Đó thì cũng trình bày đó là xe bị bắt gì vậy đó. Rồi, rồi. Rồi cho nên là anh Phước cũng có hỏi thăm con. Dạ. Rồi cho nên là con nói để bên đội qua đi rồi con mới hỏi chính xác dạ. Lại. Bây giờ dạ. Cũng chưa có biết dạ. Là nó bị sao nữa. Dạ. Dạ. Vậy là cái này đó là do là mình cái lỗi họ phạt đó là đăng kiểm trễ ha. Đăng kiểm trễ. Đăng kiểm trễ. Còn dạ. cái vụ mà lố số tấn thì họ lố cho. Lố số tấn người ta cho. Mình năn nỉ cái mình làm từ thiện năn nỉ là cho công an cho. Cái phạt đó là mấy chục triệu á. Vậy đó hả? Ồ, nặng lắm. Quá tải á. Dạ. Thì, hai cũng than rồi bây giờ nói ngung từ thiện không à, vừa nhổ vừa giác ra rồi dục lên không biết nhiêu tấn nữa thì lộ chạy gì mà thiệt cái xe mà nhiếp cây trừ chạy không được không nó mới dục được theo đó vậy đó hả, cây mấy số nó chạy theo nó kêu lại đó qua trạm ơi. Dạ. Ôi mới hai ơi chết rồi hai ơi, đụng cái xe xuống giờ cái xe cây trừ nhíp rồi đã chết rồi. Phải nặng lắm. Dạ. Vậy lần sau cẩn thận ha chú hai. Cẩn thận rồi, tại cũng mình tham từ thiện tham chở nhiều lên cho bà con người ta đó, thì thử. Dạ, thì con cũng chúc cho chú hai với mấy anh em rồi trong đội có thật nhiều sức khỏe nha chú hai. Dạ, sao cũng rút kinh nghiệm đây rồi. Làm cho đúng tiêu chuẩn với nhà nước thôi, chở thêm tải vừa vừa thôi. Dạ. Thôi cũng thay mặt trong ban từ thiện cũng cảm ơn các mạnh thường quân vì thôi họ có hỏi thăm gì cũng cảm ơn rồi tốt rồi. Dạ, dạ là dạ. Cái bữa đó mình nhổ là tổng số ký là bao nhiêu số tấn á, người nói là làm nó 9 tấn 7 tấn 9 tấn gì đó, mấy tấn là 7 tấn mười mấy tấn hả, hết nói trúng bự bự không chứ rồi mười mấy tấn rồi cái chiếc xe cuối cùng mình gán đó hả. Dạ. Dạ dạ. Nó nói vậy cũng ai thế rồi, mấy ổng là sao mà ông hay quá mới bắt con bữa mà ông đi lấy ra rồi. Nó hẹn 4 5 ngày nó nóng ruột đi thí xuống. Xuống lần nãy hả? Dạ. Dạ đúng rồi, với bên giao thông họ cũng biết là mình chuyên chở thuốc nam với đồ rẫy nè. Dạ. Cho nên thì họ cũng thông cảm. Rồi đâu có tài xế. Cũng giúp cho bà con mình không chứ đâu. Đó, mình giúp xã hội không mà thấy thì cũng mừng. Dạ dạ. Cũng xe chở nó cũng nhường cho mình mới cũng được. Dạ dạ. Tốt rồi. Để cái bàn này đi cho nó chắc ăn. Mà Út ba nấu cơm ngon lắm. Ba ăn chay trường cho nên ba biết nấu ngon lắm. Đúng rồi. Tại gia đình ăn chay trường cho nên là biết cách nấu nó ngon. Qua đây nè. Qua đây nè, tôi mời qua đây nè, cái mình múc.
Có quá lên không Tung? Không, đi bên chợ rồi. Vậy hả? Ở cái này mình dọn ra ăn chén hả? Ăn ra làm bộ. Bây giờ tô đó là tô này nữa là có cái dạ. Tô. Ồ, canh chua ngon quá. Mong đi điểm. Ba hũ. Ba hũ đây đây con cầm cho. Cái này là ba hũ ha. Dạ. Này canh chua quý bà cô chú ơi. Ủa cái này gì cứng quá. Để chúng nó đi nè. Dạ dạ. Ồ, 222 thùng canh chua. Dạ bên đây canh chua luôn. Bông mi điển với cái gì ta? Cà. Cà trái với bông mi điển. Dạ. Rau muống nữa, cà bắp nữa. Ồ, này thập cẩm luôn rồi. Quá ngon rồi. Bông súng nữa. Bông súng nữa hả? Là mấy cái thau này là mình múc canh đấy ha. Thau đó canh chua đó. Rồi tàu hủ chiên hả Tung? Tàu hủ chiên. Tàu hủ chiên kìa. Đây. Cái phần cơm này thì bên tụ mới úp đãi. Cái này cũng như mình dọn ăn chung mà. À, dọn ăn chung đi. Ủa sao một số anh em đi về rồi? Bữa nay rồi sớm quý bà cô chú cho nên là cũng có một số mấy chú đồ hô ăn hết nổi rồi. Mấy quà là bằng bến lần lần đi. Cơm bây giờ? Cơm. Cà trái này nè. Gì hả? Đâu? Đi cho mượn cái đó đi. Tẩu đựng cái gì? Chắc tô này quá. Tôi bới ăn hả? Bên đó là cái gì? Tôi bới ăn rồi đó. Tôi bới ăn không chén á, chén mà ăn. Cái tương, chén cái tương. Ờ vậy hả? Ăn tổ không à? Ủa có sườn non đó hay vậy? Sườn non với tàu hả? À, chắc tô quá chị ơi. Ăn tổ rồi đó. Ăn kìa. Đồ ăn hình như là đựng tô nè, tàu hủ đựng tô nè. Ủa thùng này là thùng gì nữa Tôn? Cơm hả? À, hai thùng cơm. Đây đây chị. Rồi xong chưa? Xong chưa? Rồi. Lấy lau rồi lau không? Dâu. Ở ơi chị đi. Mai cũng đắt không rồi gì đó. Lớn lớn cái này nhà hàng tự chọn. Nay có thằng nhóc bữa nay bộ nghỉ học hả con, đi theo hả? Ở thứ bảy đừng nghỉ hả chú? Hôm bữa đi lấy thuốc nam. Này này mình để trên đây phần đi, ai ngồi ghế thì để trên này. Đi gõ án quyền, đi gõ gì đó đi. Cho con xin này miếng để ngoài bàn cho mấy chú ấy. Bữa nay ăn ít mà ăn nhiều quá. Chiến rồi là nhà người bà con cho đấy ha. Lấy ra để hết rồi.
Giờ chém mình đó, chị cho em cái muỗng hai muỗng nha chị. Em ghim vô canh nè. Thêm thêm nước nữa anh ơi. Anh lấy thứ này thứ kia đi, trà đường với cà phê đi anh. Anh ấy thì em xúc nước tiếp cho. Cô em phan đi, làm cho khách chứ. Nè, hai trà đường với hai cà phê đi. Nè, để đường vô anh. Bả đâu rồi? Vậy hả? Thêm hai ly cà phê nữa thì anh Toàn ơi. Thêm hai ly cà phê nữa kìa. Nè, để đường chưa? Cho thêm đi mặn chắc. Thêm muỗng đi. Dạ rồi, được rồi. Chơi vô duyên hả? Bác sĩ nhổ hả? Bác sĩ nhổ găng hả? Dạ hồi nãy thì chở một xe tải rồi. Xe tải với bây giờ còn một số này lại là đợi xe tải chở chuyến thứ hai với bà cô chú. Dạ thì cải hôm nay không có đạt. Cái này nếu như đếm số bọc thì chắc khoảng 4 tấn à. Khoảng 4 tấn cải anh Thuận rồi. Đếm số bọc á, anh em đậu đếm á. Anh Thuận ngồi đây đi anh Thuận. Không, anh Tám ngồi đi, em trao tiền cho anh Tám luôn á. Em trao hai người luôn á. Rồi ngồi xuống đi anh Thuận ơi, ngồi xuống. Nó hơi còn hơi nhỏ. Phải dạ. Mình để thêm vài ngày nó sẽ cũ, sẽ bự. Dạ, cái này muối thì êm lắm á. Ăn thì nó ngon ha. Đúng rồi. Dạ. Nó vừa muối. Dạ. Thì cái phần cải của anh đó thì anh Phước ảnh mua hết rồi, với thêm cái là ảnh cho thêm. Đó, cái sao nghe? Cho thêm cái vốn của mình đó anh Phước. Làm gửi ảnh dặn em là đưa cho anh đó là 11 triệu ha. Anh nhận giùm em nè. Của anh Phước nha anh Thuận. Dạ. Rồi vậy em cũng chúc cho anh lứa sau đó thì nó được giá nha anh. Dạ. Có gửi gì với anh Phước không? Tôi cũng cảm ơn anh Phước nhiều lắm. Tôi cũng mang ơn anh nhiều lắm anh Phước ơi. Dạ. Vậy móng tay thúi gì đó hả? Hư trơn luôn.
Vậy anh coi trả tiền hoang thuốc sâu đi lần xuống giống lứa sau ha anh Thuận. Dạ. Dạ, thì em chúc cho anh lứa sau luôn luôn may mắn nha. Dạ, tôi cũng tình thật, tôi cũng cảm ơn anh Phước Kiều lắm. Giúp đỡ tôi gì tôi mừng lắm á. Chứ tôi bán thì ở ngoài không ai mua chân á. Thôi vậy là tôi cũng cảm ơn, tình thật tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Vậy còn cái phần bên anh Tám. Rồi xong rồi xong đó anh Thuận. Rồi. Dạ thì cái đó. Dạ thì anh Phước thì anh cũng có gửi đó, đó là phần của anh Thuận đó là 11 triệu, còn lại đó là 3 triệu 378 ngàn. Là anh gửi anh nhờ em đó là nấu cơm chứ đồ ăn sáng với nước uống rồi cho mấy chú với mấy anh. Dạ thì em cũng xin phép anh thì cái phần nước uống với phần bọc với cái phần ăn sáng đó, thì em xin được đãi mấy cậu với mấy anh mấy chú. Dạ còn cái phần cơm đó thì cậu Mơ Út thì cũng trong cái nhóm đi lấy thuốc nam á, thì đãi về cái phần cơm. Dạ thì cái số tiền của anh đó thì em xin phép anh đó là em trao cho anh 85 để mà phụ vô cái tiền đóng phạt xe. Dạ vậy là 3 triệu 378 ngàn anh Tám. Anh Phước cũng lần trước nữa đó, 378 ngàn. Tôi cũng cảm ơn cô nhiều nha, chứ cảm ơn anh nha. Dạ không có gì anh. Dạ dạ luôn. Dạ 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 nhớ đừng gặp bên đây nữa nha. Này 380 ha, em đưa chẵn đi chứ thêm 3 triệu nữa. 1 2 3. Cái này là của anh Phước luôn nha anh Tám. Vậy tôi cũng gửi lời cảm ơn anh Phước có tinh thần gì vật chất dặn động viên cho bà con, ủng hộ bà con nhà vườn với bên xe từ thiện đồ, cũng chịu tiền phạt rồi này kia đó. Cũng cảm ơn anh tinh thần cả vật chất rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ thì cái phần này thì em cũng như em cũng cố gắng em giúp cho trong nhóm của anh để cho nó vượt qua cái lúc khó khăn. Dạ còn có ai mà muốn giúp trong nhóm mình nữa thì em sẽ cho anh hay ha. Dạ thì trước mắt thì mình nhận như vậy thì 3 triệu mấy thì em nghĩ là chắc cũng không có đủ. Cũng còn thiếu. Dạ. Từ từ đi chứ sao giờ. Dạ. Chuyến rồi đó biết sao mà thay cái vỏ xe với tăng nhiếp mà mới mấy ngày là hết 10 triệu là tôi ôm mình lên luôn, tôi không có ái ai nữa. Là anh xuất tiền anh chịu. Mà chịu hoài chịu không nổi. Dạ. Cũng như mình đi hoài, đi lưu động hoài, dầu mỡ đồ này kia hoài vậy đó, rồi thành ra nó chiếc này cái thôi để tiếp chiếc này chứ để mình ôm hoài chịu không nổi. Dạ cũng như anh lên tiếng cho anh em trong đội đồ tiếp anh chứ nếu như mình ôm vậy hoài rồi trong khi đó mình bỏ thời gian ra rồi vợ con thì không nói gì rồi còn thêm lấy tiền nữa. Nó cũng hơi ngại. Nói gì chứ cũng mệt mỏi lắm rồi, tiếc mà mình gán như sao vậy. Miễn không mình không đi thì không ai đi hết, rồi không làm mà cũng không ai làm được chứ, rồi thành ra phải đeo thôi hoài. Cũng như anh không đứng ra đó thì rồi. Mấy người kia họ không đi ha. Không đi, miễn không có tôi là không có ai đi chứ. Không ngộ vậy đó. Vậy đó ha. Còn có mới đi mới là mấy ông mới chịu đi. Giờ mượn giờ có sẵn đó giờ cũng không đi nữa. Ngộ. Bởi thành ra theo hoài với theo mãn năm đi hoài vậy. Cũng như trong nhóm thì cũng mến anh cho nên là thấy anh lên tiếng là họ đều sẵn lòng giúp. Dạ. Nhờ cũng anh em có tinh thần vậy cho dạ. Mình đó thành ra bỏ dạ. Được rồi thành ra công an chuyện mặn cũng bỏ sơ sài mình đi mặn hoài dạ vậy đó hả. Dạ 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 thì anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha anh Tám. Dạ em cũng chúc trong đội anh là luôn luôn thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nha. Cảm ơn. Dạ 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 thì anh Phước rồi một lần nữa em cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ em chúc anh luôn luôn thật nhiều sức khỏe.
Dạ, dạ, thì cái phần củ cải đó thì em sẽ giao cho anh Tám luôn ha. Giao, dạ, vì sáng chiều mình chia ra bố, chia còn phần lại đấy ha. Dạ, cái phần còn lại ở ngoài này nè, vậy là... xe nó đang qua gần tới rồi. Xe đang qua ha, dạ dạ. Thì thôi Tiết cũng xin phép kết thúc clip tại đây. Dạ, thì cho Tiết gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn đến quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Tiết. Dạ, Tiết kính chúc thì luôn luôn được nhiều sức khỏe và ngày mới an lành. Dạ, Tiết xin chào. Bye.